có ai đã bị rụng tóc này, hay là nhiều khi bí bí đầu, mệt mỏi ở đầu chưa? À, cái da đầu khỏe mạnh là cái yếu tố quan trọng để có mái tóc chắc khỏe và bóng mượt. Nhưng mà bạn có biết là cái massage da đầu mà đúng cách ấy, có thể giúp cải thiện lưu thông máu và giảm căng thẳng và thúc đẩy sự phát triển của tóc không ạ? Mình là dược sĩ Hoài, mình tốt nghiệp đại học và có 20 năm kinh nghiệm trong cái mảng dược. Mình cũng nghiên cứu rất là sâu về mảng tóc và mảng rụng tóc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết về cái cách là massage da đầu đúng cách để có mái tóc khỏe mạnh và thư giãn hơn nhé. Massage da đầu ấy, nó không chỉ là làm tăng cái lưu thông máu đâu, mà còn giúp tóc mọc nhanh hơn, làm cho cái giảm căng thẳng, ngăn ngừa cái tình trạng gầu và khô ngứa da đầu. Bạn chỉ cần dành ra vài phút mỗi ngày thôi nhé, bạn có thể cải thiện về sức khỏe tổng thể của cả tóc và da đầu rất là nhiều. Trước khi mà massage, hãy chuẩn bị một chút dầu dưỡng, như là dầu có thể là dầu dừa này, hương thảo này, hoặc là một vài cái tinh dầu, hoặc là mình có thể dùng cái xịt mọc tóc mà có bán ở da liễu là xịt Redenin nhé. Thì đến đấy nên có ở bệnh viện, các bệnh viện da liễu trung ương, da liễu Hà Nội ấy, thì mình có thể dùng những cái xịt dưỡng tóc đấy để mình dùng để massage da đầu cho nó hiệu quả hơn. Những cái loại dầu này ấy, sẽ giúp bổ sung cái đủ ẩm dưỡng chất cho cái da đầu chúng ta và giúp kích thích hỗ trợ cái quá trình mọc tóc khi mà thấm sâu vào cái gốc tóc ấy, thì cũng sẽ kích thích cái gốc tóc và giúp cái da đầu khỏe này, cái gốc tóc được cái nuôi dưỡng, thì từ đó là làm cơ sở cho cái tóc mà dễ dàng mọc lên. Bạn chỉ cần lấy một cái lượng nhỏ thôi, lượng nhỏ bạn rẽ cái đường chân tóc ra. Đấy. Sau đó thì bạn cho cái dầu hoặc là xịt cái dầu. Đấy. Bạn có thể xịt cái Redenin hoặc là xịt cái những cái dầu mà bạn có, như là dầu hương thảo, dầu bưởi. Đấy. Tùy cái độ nặng nhẹ của từng bạn. Có bạn thì chỉ massage cho nó khỏe thôi thì bạn dùng dầu gì cũng được, hoặc là massage không được. Nhưng mà nếu mà bạn bị rụng tóc rồi thì bạn có thể dùng xịt cái xịt Redenin ấy. Thì mình xịt, mình rẽ cái đường chân tóc nha. Rẽ đường chân tóc này. Sau mình xịt dưỡng chất ấy vào trong cái gốc tóc nhá, trên cái da đầu nhá. Sau đó thì bạn thoa lên cái nền da đầu đấy. Thoa lên cái nền da đầu. Cái quan trọng của việc mà massage da đầu và dùng các cái dưỡng chất là nó phải được thấm vào trong cái da đầu của chúng ta, chứ không phải là rất là nhiều bạn là dùng dưỡng tóc là dùng ở phần ngọn này thì nó không đúng đâu. Phần ngọn này là chỉ là dưỡng cái thân tóc, dùng cái dầu dưỡng này thì nó dưỡng cho vui thôi, chứ không phải là đặc trị. Nếu mà bạn mong muốn là có cái kết quả đặc trị cho cái tình trạng tóc của mình ấy, thì mình phải dùng những cái dầu và có tính chất là trị liệu thì nó mới hiệu quả nhá. Lưu ý khi mà bạn massage khô ấy, thì hãy đảm bảo tình trạng là tay của bạn sạch và da đầu của bạn sạch nhé. Tức là mình vừa mới gội xong tầm một ngày chẳng hạn thì nó được, nhưng mà đầu mà bẩn ấy, thì mình cũng không nên massage. Tay cũng phải sạch nhé, rửa tay trước khi mình massage. Vậy thì bây giờ thì mình đi vào phần chi tiết nhé, chi tiết hướng dẫn các cái bước massage đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được. Bước 1 đó là mình xoa bóp nhẹ nhàng ở cái vùng thái dương. Mình đặt hai cái ngón tay cái lên thái dương và xoa bóp theo cái vòng tròn. Đấy, đây là vùng tích tụ cái căng thẳng của chúng ta này. Đấy. Nên hãy massage nhẹ nhàng trong khoảng tầm 30 giây để cảm thấy thư giãn. Đấy, khi mà bạn đi gội đầu bạn cũng thấy hay được massage cái vùng thái dương này đúng không ạ? Đấy. Đây là thái dương nhá. Bạn làm được chưa? Tiếp theo là massage ở vùng đỉnh đầu, dùng các cái ngón tay chụm lại và nhẹ nhàng ấn ở trên cái vùng đỉnh đầu rồi di chuyển theo cái vòng tròn. Đấy. Dùng các cái ngón tay này chụm lại này, ấn lên cái vùng đỉnh đầu rồi di chuyển theo vòng tròn. Đấy. Giữ lực nhẹ và đều, thực hiện trong khoảng 1 phút để kích thích lưu thông máu. Nhá mọi người nhá. Mọi người dùng khi mà massage mọi người dùng cái đầu thịt ngón tay này này. Nhưng mọi người đừng dùng cái móng tay này của mình này, móng tay của mình này, nó càng tổn thương cái nền da đầu của mình đấy. Mình hãy dùng cái đầu thịt ngón tay. Đầu thịt nhá. Sau đó mình chụm lại, nhẹ nhàng ấn lên các cái vùng đỉnh đầu này, rồi di chuyển theo cái vòng tròn. Sau đó nhá, mọi người khi mà mọi người di chuyển cái tay ở đây này, di chuyển thì mọi người đừng cứ di ra di vào như thế này mà làm lung lay cái gốc tóc nhá. Mọi người giữ chặt, dính đầu ngón tay này này vào cái da đầu, dính chặt vào da đầu. Sau đó ấy, làm mọi người di chuyển cái da đầu chứ không phải là di chuyển cái ngón tay nhá. Cái này nó khác nhau nhá. Dùng cái lực tay cho ấn sát vào cái da đầu của mình, và sau đó cả cái ngón tay và da đầu cùng di chuyển. Cùng di chuyển nhá. Đấy, cùng di chuyển. Đấy, thì sau đó di chuyển theo vòng tròn. Giữ áp lực nhẹ và đều. Đấy, thực hiện trong khoảng 1 phút để kích thích lưu thông máu. Đấy, mình có thể mình di chuyển tiếp xung quanh. Đấy, mình cứ di chuyển thế. Nhưng mà mình nhớ là di chuyển ở đâu ấy, sau đến đâu thì mình bám chắc cái da đầu ở đấy. Sau đó mình mới di tay, và cả cái ngón tay, da của ngón tay và da đầu phải di cùng nhau, thì lúc ấy nó mới hiệu quả được và nó không làm ảnh hưởng đến cái gốc tóc nhá.
Cái này mọi người rõ chưa? Rõ thì nhấn ok giúp em nhá. Mọi người dạ, bay cho mọi người một cách rất là nhiệt tình như này để mọi người làm được và thực hiện mỗi ngày để dạ, để kích thích được cái da đầu dạ khỏe và kích thích cái gốc tóc khỏe, máu lưu thông đến dạ, đến gốc tóc tốt thì lúc ấy mới dạ tóc mới mọc được. Tiếp theo cái bước 3 nhá, là di chuyển đến vùng gáy. Đặt cái ngón tay ở sau gáy. Sau gáy này, nơi da đầu kết nối với cổ. Rồi di chuyển tay theo cái hình tròn. Đấy, massage nhẹ nhàng để giúp cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng hơn. Đấy. Thì cái này giống như mọi người bóc đầu thì mọi người cũng hay bóc ở đằng sau gáy này đúng không ạ? Cái ngón tay cái này ở phía sau gáy, nơi cái da đầu kết nối với cổ. Đấy, nơi cái da đầu kết nối với cổ này. Đấy, mọi người có nhìn thấy không ạ? Đấy. Và sau đó rồi di chuyển ngón tay theo hình tròn. Mình vẫn di chuyển theo hình tròn nhá. Tức là đấy ạ. Đấy. Cái ngón tay mình di chuyển theo hình tròn như thế này. Đấy. Massage nhẹ nhàng hãy giúp bạn thấy thoải mái và nhận đỡ căng thẳng hơn. Mọi người làm được chưa ạ? Làm được nhấn ok giúp em nhá. Đấy, thấy đỡ phê quá, làm lâu lâu một tí. Ok, đến bước 4 là kéo nhẹ tóc để kích thích chân tóc. Kéo nhẹ thôi nhá. Đặt cái ngón tay ở gần gốc tóc. Đặt cái ngón tay ở gần gốc tóc. Kéo nhẹ tóc lên để kích thích năng tóc. Động tác này giúp chân tóc khỏe hơn và thúc đẩy tóc mọc nhanh. Đấy, thì lúc này nhận mình có thể kéo nhẹ như thế này. Kéo nhẹ nhưng mà nhận nhớ là nhận kéo nhẹ thôi nhá. Đấy, kéo nhẹ và ngón tay thì phải gần gốc tóc nhá, đừng có kéo xa như thế này nhá, rất là ảnh hưởng và dễ làm rụng tóc nhá. Mình chỉ đặt gần sát với gốc tóc và kéo nhẹ tóc lên. Đấy, thì mình lúc ấy mình kích thích cái năng tóc nó cũng kích thích cái máu lưu thông đến năng tóc, giúp cho chân tóc chắc khỏe hơn và thúc đẩy tóc mọc nhanh hơn. Thực sự lưu ý với mọi người nhá, thực hiện các cái động tác này nhá, từ 3 đến 5 phút và ít nhất thì 2 đến 3 lần mỗi tuần thì mình đạt cái kết quả tốt nhất. Và lưu ý cao ấy là không nên dùng lực quá mạnh để tổn thương cái da đầu và năng tóc, mình thực hiện nhẹ nhàng thôi. Nếu mà theo cái lời khuyên ấy, một cái nghiên cứu ấy, thì mình chỉ cần mà massage cái da đầu này thôi này, dùng đúng cái động tác GG và massage này thôi này, mà trong vòng 20 phút này, 20 phút nhá, mà mình thực hiện một cách kiên trì đầu đấy trong vòng 3 tháng thì mình sẽ thấy sự thay đổi của mái tóc của mình cũng rất là ngoạn mục đấy. Vậy là dược sĩ đã chia sẻ xong cái kỹ thuật massage da đầu một cách là đơn giản và hiệu quả. Hy vọng video này các bạn sẽ có thêm một cái thói quen tốt để chăm sóc tóc cho mình. Và nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên là tặng dược sĩ một cái like và đăng ký kênh để bấm vào cái chuông thông báo để khi mà dược sĩ có thêm những video khác ở trên kênh ấy về tóc này và sức khỏe này, về chế độ ăn uống ấy, thì mọi người sẽ nhận được một cách kịp thời. Và những cái thông tin đấy là những cái thông tin rất là cập nhật và cực kỳ sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu mà mọi người có bất kỳ vấn đề nào về tóc và rụng tóc ấy, mọi người có thể là comment ở đây hoặc là liên hệ với dược sĩ để dược sĩ sẽ hỗ trợ mọi người. Và với cái kinh nghiệm trong cái mặt tóc thì dược sĩ sẽ hỗ trợ một cách là hết sức có thể để giúp mọi người phục hồi đến mái tóc của mình, làm sao để có mái tóc chắc khỏe.